Dạ, một vấn đề mời chị Ngọc. Quá trời máy rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì Thanh Ngọc hôm nay cũng biết được gia đình của em Dân cũng có một tin buồn, thì không biết phải nói gì hơn, chỉ biết chia sẻ, an ủi em, chia sẻ cùng với em Dân. Chị xuống đây thì biết gia đình mình cũng không có phúc điếu, nên không biết phải làm sao. Thôi thì cũng nhân dịp ngày hôm nay như vậy thì chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha, nhất là em Dân phải nhớ giữ gìn sức khỏe để lo cho bác về với cõi Phật. Thanh Ngọc xin gửi đến một bài tân cổ giao duyên thể theo lời yêu cầu của nam nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng, Tiến Quốc Đêm Trăng. 30 năm là cũng có một bài này. Mấy ông đời này xỉn chưa? Bởi vậy. Bye.
Thanh Ngọc xin cảm ơn rất nhiều.